Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, truy bắt thủ phạm gây ra vụ phá cửa nhà dân, đột nhập trộm cắp nhiều tài sản giá trị. Trước đó, chị Hoàng Thị Lụa ở thôn 5 xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng đi làm về thì phát hiện cửa nhà bị phá khóa. Số nữ trang gồm 1 dây chuyền vàng, 5 nhẫn nữ trang, 1 đôi bông tai vàng tổng giá trị hơn 30 triệu đồng đã bị lấy mất. Trước đó, trong các ngày 11, 12 và 22 tháng 6, tại huyện Bù Đăng liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản. Lợi dụng chủ nhà đi vắng hoặc ngủ say, kẻ trộm đã phá khóa, đột nhập vào nhà lấy đi nhiều tài sản có giá trị như vàng, xe máy, máy tính xách tay. Công an huyện Bù Đăng đang khẩn trương điều tra, truy tìm thủ phạm gây ra các vụ trên.